Hello, chào mọi người. Thì hôm nay mình được nghe có một thông tin là có một trận đấu phải nói là một kèo rất là căng ngoài sân này. Nên là mình kịp ra sân rất sớm. Bây giờ mới có 7 giờ sáng rồi các bạn ơi. Đang làm gì đấy, tập dục à? Tập dục à? Sáng sớm mà hôm nay thấy Trung gọi bảo anh hôm nay có kèo căng lắm, mà kèo gì đây em? Kèo này căng lắm anh ạ. Kèo gì? Này em đố em thủ môn Minh Nhật. Em nghe nói bạn Minh Nhật ấy bắt bóng hay lắm đúng không anh? Rất là hay luôn. Thì clip trước thì em thấy anh cả mọi người cũng sút penalty, thì hôm nay em cũng sút penalty đi. Anh nghĩ là hôm nay sẽ có nhiều phần tí hấp dẫn cho em. Anh cũng mang một số thứ rất hay rồi. Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ xem là hôm nay Nhật mang gì đến đây nhá. Ok. Wow, có vẻ như là hôm nay Nhật mang đến đây rất là nhiều găng tay nhỉ. Wow. Wow. Anh ạ. Đôi màu xanh này là đẹp nhỉ. Đôi màu xanh này trên thế giới có những thủ thành khá nổi tiếng, điển hình như là Courtois và Edison. Em có tưởng gì chung ấy ạ. Ok, găng tay này mình giống kiểu người nhện đeo nhỉ. Cái đôi này người giống... ta gọi là găng rửa bát anh ạ. Găng rửa bát à? Dính đúng không? Dính lắm ạ. Rồi ơi các bạn ơi, mua găng tay đi, dính lắm, dính bắt dính lắm các bạn ơi. Cực kỳ dính luôn. Còn đôi màu trắng này sao? Đôi màu trắng này thì nó là một hãng của Việt Nam. À, hãng Việt Nam à? Thế thì bây giờ em muốn dùng đôi nào để đấu ở Duy Trung? Em nghĩ là đôi nào cứ hàng chính hãng mà sử dụng. À, chính hãng à? Việt Nam chất lượng cao à? Ok, được, chơi luôn không? Chơi luôn. Chơi luôn. Lên này. Trời. Hôm nay em thấy anh đá penalty 5 quả. 5 quả penalty cơ. Ok, bây giờ thích đá penalty từ vạch này hay vạch này? Đúng chỗ này luôn. Con to hay con nhỏ? Con to đi. To anh luôn ạ. Được. Ok, vào luôn đi. Okay. 5 quả gì? Ok. Trong phần thi đầu tiên này, nếu anh Trung sút vào được 3 quả thì anh Trung sẽ thắng, còn nếu không thì em thắng. Thằng em được khảo phết đấy. Được. Duyệt. Ok, và bây giờ sẽ đầu tiên Duy Trung. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Anh em yên tâm, tôi sẽ không làm cho anh em thất vọng. Em đặt cược cả căn nhà của em. Ok. Tin nó, bán nhà bán cửa bạn ạ. Anh em phải tin anh. Ok anh, em đặt cược cả số đỏ của nhà. Xem nào. Dứt điểm. Ô. Oh. Wow. Anh em phải tin anh. Ok anh. Được anh. Bớt. Wow. Vẫn gặp cú anh ạ. Vẫn gặp cú. Minh Nhật ơi, thằng Trung ăn mày đâu em ạ. Cố lên em. Anh tin em. Và bây giờ là thứ 3 Duy Trung. Chúng ta cùng chờ xem. Tỷ số nào một đều rồi. Wow. Anh em mình tuổi gì? Anh em mình dính. Bây giờ mình có thứ 3 rồi, anh em mình dính. Không, mình dính. Không. Mới có 3 quả thôi mà mình tin đi. Không, làm mãi anh em. Anh em mình không được ngủ quên trong trường hợp. Làm mãi mãi. Nào, quả thứ 4 nào. Lứa 4 của Duy Trung, tỷ số của anh là 21. Hãy cùng chờ xem. Chưa. Wow. Hay lắm, mới đúng là em của anh. Quả sau cố phát huy ạ. Trời ơi, Trung ơi. Sao giờ? Không sao anh ạ, không sao. Quả cuối nhá. Quả thứ 5 này. Dứt điểm. Duy Trung. Wow. Có buồn không em? Buồn ạ. Hơi tiếc một chút tại vì em thua. Nên em vẫn chưa phục lắm. Em vẫn muốn ra thêm một thử thách nữa. Cái gì? Thử thách sút bóng sống ạ. Sút bóng sống à? Vẫn mấy quả? Vẫn 5 quả. Vẫn 5 quả luôn. Ok. Cố gắng nhá. Và bây giờ là 5 lượt sút Duy Trung. Sẵn sàng chưa? Ok. Bỏ giày luôn. Vì anh sẽ là người mồi bóng của Duy Trung. Ok. Dứt điểm. Không vào. Hoàn hô Minh Nhật. Yes. Tốt. Lượt thứ 2 Duy Trung. Liệu có gỡ được không đây? Chuyển bóng rất đẹp từ Việt Anh. Wow. Cú sút bóng này nói là khá lắc lư của Duy Trung. Tốt. Em phải coi anh là cái gôn ý để em che chắn cho anh hiểu không? Như vậy là khá lo Duy Trung. Lần này thì 2 quả chưa vào. Người em này to này có thể che chắn cho mình đấy. Thân hình mình bị bỏng. Ok,
lượt thứ ba là Duy Trung, chúng ta hãy cùng chờ xem. Quả đấy chưa vào anh ơi, quả đấy chưa vào anh ơi. Vào rồi. Em đùa tí. Đang ăn mừng mất hứng. Quá cay. Lượt thứ tư của Duy Trung. Đúng à? Đúng rồi. Không thể bắt nổi, không thể cản phá. Sao Minh Nhật lại để cho thằng Trung nó sút trúng tim anh? Sao lại để nó sút trúng tim anh? Em phải bảo vệ anh chứ. Rồi. Bóng chân. Quả cuối rồi các bạn ơi. Anh em tin tôi. Em thấy sao về phần trình diễn này của mình? Em thấy Duy Trung sút tốt, nhưng mà em thấy mình cũng cần cải thiện rất là nhiều thứ. Ừ, thì sao không tốt rồi, tim em không che chắn được tim của anh, nhưng mà thầy bắn rồi. Anh thấy em rất là giỏi. Đây là một tim rồi. Một tim dành cho vợ, một tim dành cho Minh Nhật. Ờ, một tim dành cho Minh Nhật, một tim dành cho Trung. Cố gắng lên nhá. Ok. Rất tuyệt vời. Rất là hay.